Chào cả nhà. Chào chào cả nhà. Sáng nay em giăng rủ hai anh em đi ra biển giăng giăng này ra lưới cá gì luôn? Lưới cá đối. Cá đối hả? Ừ. Mà dính cá khác có dính không ạ? À? Dính cá đối, cá gì cũng dính vô, cậu nó vô rồi dính à. Vậy ha. Thôi vậy hai anh em mình xuống đi thôi. Hai anh em nãy giờ mới vừa ra tới Bà Kè cả nhà. Sống biển mình mong đây. Rồi anh em đi thôi. Rồi đi, đi giăng lưới thôi. Mời cả nhà cùng theo dõi ha. Hai anh em mình giăng lưới ha cả nhà ơi. Đi thôi. Ở dây hả Giang? À. Đi thôi, anh em đi giăng lưới thôi. Mình anh em mình giăng mấy trong Bà Kè nha cả nhà, trong Bà Kè chứ ngoài sống quá, cái vỏ em nó nhỏ quá, hai anh em học không dám ra, mình chạy trong mé gần mé bờ trong rồi. Thả lưới thôi. Cây cầm bây giờ không cầm, không cầm nó chạy theo à? Không. Cá im được rồi Giang ơi, anh em hai anh em mới thả cá chát. Cái đói này thì quá là dính à. Hồi sáng phải em lấy thêm tay kia nữa được hả Giang ha. Con tay một củ quá, mà kệ mình giăng cá kiếm ăn mà cũng như vậy, hai anh em cũng sống được rồi. Con trai đòi im im à thiệt chứ. Ôi im. Im lắm. Im thiệt chứ. Chút văn bộ luôn chứ không có chạy máy. Ừ đúng rồi đó. Nãy đúng rồi, mình đi bộ hay hơn cái văn ha. Ừ. Được. Cái dù chó. Ồ. Dầu chó hả? Được à. Cái đó để muối làm mồi ấy luôn ha. Mồi cúng gì đó. Mồi cua đá. Cuốn hay gì? Cuốn chân chỗ khác. Rồi, gian phân từ đầu đó là đang lại thả chỗ khác lại cả nhà. Bây giờ giang lội bộ luôn rồi đó, lội trên biển luôn rồi. Nó không lúng gì chân đã vậy nè hả? Ừ. Cát không à? Tiếp tục giăng thôi. 2, 4, 5, 5 con rồi, 6 con. 6 con mà giang à. Giang mới thăm khúc này, không biết khúc là kia, không biết khúc kia sao. Bây giờ em cuốn luôn đó phải không? Cuốn luôn, cuốn luôn. Cuốn mình thả lại chỗ khác ha. Thả chỗ khác. Cái này là nó dính qua rồi thôi, chứ đâu dính nữa. Vậy hả? Ừ. À có nó là nó chạy lại sắn lưới cái là xong đó. Vậy hả? Ừ. À anh đâu có biết đâu, tính như văn ở như trong vuông mình chứ.
Đó, nó con nữa kìa. Vô rồi Giang ơi. Vô rồi Ruột ơi. Cái lưới này là không có ăn muối. Vậy hả? Ừ. Ok. Cá này cũng mập quá vậy ha. Ừ. Được. Thấy vậy trắng trắng nặng rồi kìa Giang ơi. Gì mà không dính cá ngát ta? Trên này không có đâu. Vậy hả? Xịn á. À vậy hả? Ai cầm cái bát đi chi trời. Ừ nó tấp ra gió tấp á. Từ từ không gấp gáp gì chứ. Xong. Còn hút dài lắm. Còn dài lắm hả? Hút này nãy đậm quá Giang. Ừ. Dính. Vô to thế. Không, cái này dưới này có móng tay nè. Móng tay hả? Con móng tay á. À.
tay cách bắt sao ta? Ừ? Cách bắt con móng tay đó cách bắt sao? À, lấy vôi hay là muối bọt gì đó. À. Rồi mình lấy cây mình chấm vô muối bọt cái mình chấm xuống hang đó. À. Là lú đầu ra nè. Vậy hả? Ừ. Hồi đó giờ em có bắt thử chưa? Có em bắt rồi. Không phải vậy. Vậy hả? Nghiên cứu là cũng đập quá ha. Dính không? Rất nhiều chứ cũng vợ con mà. Ừ. Ừ à. Ô to thế. Thấy à, thấy à. Ô, con thỏ chèo bắt quá ta. Rồi đau quá cho thôi lội xuống cái biển chơi phải lội biển lắm rồi đau quá. Trắng nữa rồi. Ủa, trắng trắng phiêu phiếu à. Hai con luôn. Gì hả? Ba con luôn. Im. Bốn con luôn. Ô. Quá cả nhà ơi. Giang bổ lưới này thấy hơi bị đâm. Anh thấy nước trắng trắng là phái à. Đó. Chín cặp luôn hả cha? Cặp luôn. Im. Cái trứng à? Trứng hả? Ừ. À kìa thấy nổi đẳng nữa kìa cháu. Đó phải không? À, im rồi, được rồi. Được rồi. Rồi dính sao mà gỡ mỗi tay á. Thì tay lưới mình cũng hơi cũ hả cha ha? Ừ. Chút xả tay lưới kia luôn. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chiều mới gì đó mình đầu tư thêm tay nữa ra ha. Ờ. Lượm thêm tay nữa coi. Đó, trắng trắng đó. Nhìn thấy đằng đẳng nữa kìa Giang ơi. Ta xa kìa. Đó, vậy đó Giang. Im. Cá đó là cá gì vậy? Cá nục. Cá nục hả? Ừ. Cá con bự hơn đó một chút là 1 kg trong ngoài ngàn đó. Nó hả? À. Nó ai xuất khẩu mà. Đúng rồi. Đó, anh thấy bù bự hả vậy? To. Giờ đang trắng trắng, anh thấy đang trắng trắng đẳng này rồi vậy. Rồi em có chạy vô giữa cá không? Không thấy là khỏi. Mình kiếm cái muốn đồng rồi cũng được. Cái trăm đó trong đây đó. Quá im rồi. Trong cái lưới hai anh em ăn xiu luôn. Anh em đi vô gần kiếp. Giờ mình tạo điều kiện mình đi kiếm rau gừng có rau muống mình đi hái mới ra nha. Ừ. Quá im rồi Giang ơi. Tay này dính hơn người ta nãy đó Giang. Nhiều hơn à. Cá bự hơn nữa em ơi. Ừ. Lượm nữa hả? Lượm nữa. Được.
Đây, đủ lưới một là ăn là xỉu xỉu. Rồi, ok em. Trò thế. Đây nữa nè. Im này. Quá. Nó gỗ trướng nè. Bốn con luôn, ô trắng hết trơn kìa. Ủa, cái gì nữa kìa Giang, cái gì kìa Giang? Hả? Cá nục, cá đục gì đó Giang. Cá nục. À, đây nè. Điểm. Em biết điểm nào có cá ngát hay là cá gì không? Lúc này sao không chìm tới đấy? Sao hả? Vì nó nổi ha. À, lúc này lưới nổi mà. Thôi ra đây có gì ăn lấy đi Giang ha. Quá im mẹ ơi, kìa mình quá kìa, quá đã. Đó, đây nước cá sấu. Ui im quá Giang ơi, mà sắp ui ba bốn con luôn Giang ơi, chưa lắm mà quá im rồi Giang. Cái này bổ tịch thật đấy, ba con luôn nè, dính con cá cây luôn nè. Ừ, vô luôn hả? Dính cái cây luôn. Ấy có cây đó nãy mình mới dính nãy đó. Không phải. Thì ba con luôn kìa. À. Xe sao rồi? Hên rồi. Quá đã vậy ơi. Chùm chùm luôn nha ơi. Con mất cạn rồi, tắt trôi rồi. Dạ. Sáng giờ ăn rủ tính mình không đi rồi, nó anh ơi ra ngoài này giăng lưới kiếm cá đối biển ăn. Có ông Lập nói ít chiều cũng chắc đủ món là món mà anh em mình ăn mà cả nhà cùng ăn luôn mà. Ừ. Nó hứa chắc không nói chắc cú á. Mà có thiệt. Đâu, cuối đài còn dính con nữa kìa Giang ơi. Đó, im quá. Quá im. Rồi, anh em xong hai giác đi, hồi mình cho cả nhà thêm xem thành quả nha, bây giờ còn. Giờ em Giang nó làm sơ chế cá cả nhà. Em mới ngồi dưới làm, khi mà cá mình không có quay cho cả nhà xem thông cảm nha. Đây, em mới ngồi dưới này nè. Đứng ở dưới đó đó. Làm dưới rồi xong rồi bắt đầu làm món, mình mời cả nhà cùng ăn với hai anh em mình ha. Rồi, bây giờ món chính là cả nhà nãy giờ hai anh em cúng ông bà cậu ở đây rồi. Giờ mà rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Đâu nấu chua. Thôi bây giờ hai anh em mời cả nhà ăn cơm với hai anh em ha. Ở ngoài biển mình chỉ nghe món gì một món một thôi cả nhà ơi. Hai món. Cá đối mà nó con chua rong chua me hả? Chua me, me sống à. Nó tươi à. Im. Với hai anh em mình ha. Im lắm. Im không? Im lắm. Đây, mời cả nhà ăn cơm nha, hai anh em mình nha. Chứ mở cho nó cao lên tí, cho nó sôi mạnh lên tí nữa nè. Đó, rất là. À, trời ơi. Đi đâu á. Mời cả nhà ăn cá. Quá đã. Ngon quá.
ý. Quá trời cá. Cái này có trứng luôn chú ơi. Cái biển cũng mập. Ừ, của nu à, béo ha. Trái này nó thơm, đúng rồi. Ờ, me mà ngào rồi đó. Thì ăn cũng được nhưng mà không bằng. Nhưng mà me tươi tươi này đâu. Tươi thật lắm. Mà dạ với nó tôi tháng ra từ đào giá một đào lương đi canh lại cũng lại chuyện ảnh luôn. Anh vô không thấy hồi coi YouTube của mấy anh em mình bắt á.